Here we go. Chào cả anh em. Và ngày hôm nay trên màn hình em đang nhìn thấy chúng ta đang có 103.500.000.000 TP trắng. Một số TP trắng rất lớn ở thời điểm hiện tại. Và tất nhiên nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đi cải tổ đội hình giúp cho bạn Quốc Khả, một người anh em đến từ quê hương An Giang. Những cái vị trí trong đội hình này bị thiếu sót, bị lạc nhịp, chúng ta sẽ thay bằng những cái tên chất lượng và tài chính 100 tỷ liệu có đủ theo ý kiến của anh em. Đây là toàn bộ các cầu thủ chất lượng nhất hiện tại AK bạn Quốc Khả đang sở hữu. Chúng ta có thể thấy rằng có cả sự xuất hiện của Son Heung-min mùa Rula Blaker, một con hàng mình đánh giá cực kỳ cao. Đặc biệt AK này có sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo mùa Record Breaker, một mùa chỉ có thể sở hữu bằng tiền. Và nhiều người đánh giá đây chính là một trong những phiên bản tốt nhất của Cristiano Ronaldo, có lẽ là chỉ sau mùa Utoti năm 2024 mà thôi. Điểm mặt một vài vị trí cần thay trong đội hình này, cái tên đầu tiên cần bổ sung đó là vị trí CDM, cùng với đó là một CB thay cho Nemanja Vidic. Vidic ngày xưa thì có thể là top CB ở server, nhưng bây giờ thì chắc chắn không phải. Một cầu thủ ở vị trí RB, một cầu thủ ở vị trí CAM, hoặc là chúng ta sẽ đá với sơ đồ 4-3-3 holding, đá hai tiền đạo cánh thì lối chơi nó sẽ thông thoáng hơn đối với những người có kỹ năng tầm trung bình như mình. Và thôi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào quá trình tu sửa đội hình này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với vị trí CB. 100 tỷ cho 4 đến 5 vị trí thì mỗi vị trí đâu đó rơi khoảng tầm 20 đến 25 tỷ. 20-25 tỷ chúng ta có thể lựa chọn Son Campbell của mùa Centurion năm 2024 OBL lên đến 128, cùng với đó là một vài cầu thủ quốc dân anh em cũng đã biết rồi. Lenley King của mùa Hero, thậm chí chúng ta còn có cả những con hàng của Real Madrid, đó là Ender Militao và Rudiger. Nhưng mà chúng ta nên chơi Icon, đấy vẫn là cái sự ưu tiên của mình. Đây là Rudiger. Rudiger thì trong những phiên bản gần đây bản nào cũng ngon, bắt đầu từ bản Legacy. Kéo xuống bên dưới một chút, chúng ta sẽ đến với Van Sam Company, huyền thoại của câu lạc bộ Manchester City. Hay là nếu mà chúng ta lì một chút, chúng ta có thể đặt Matthias De Ligt của mùa Utos năm 2023. Nhưng mà để mua cộng không thì khó lắm. Đến với mùa Trophy Titan có hai sự lựa chọn mình cũng đã nhắc quá nhiều, đó là Laurent Blanc cùng với lại Rio Ferdinand. Chúng ta đã có một cái tên đó chính là Saliba rồi. Và mình lúc đầu thì mình định lựa chọn con hàng là Alexander Nesta của một Hope Legend này, một con hàng được đánh giá cực kỳ cao. Mặc dù OR chỉ có 123 thôi, nếu mà anh em muốn ăn chắc mặc bền thì anh em sẽ đá Alexander Nesta này nha anh em. Nhưng mà mình thì mình muốn thử sức với một con hàng mới, một con hàng của mùa Centurion năm 2024, và mình sẽ lựa chọn Son Campbell. Vẫn biết rằng ở thời điểm này mua Son Campbell giá vẫn hơi cao, nhưng mà Son Campbell mình nghĩ rằng trong khoảng thời gian sắp tới đây sẽ trở thành một trong những CB quốc dân. Anh em cũng không nên chê OR cao nữa, bởi vì sắp tới sẽ ra mùa Team of the Season, mùa Euro rồi. Anh em bắt đầu phải đá những cầu thủ OR cao. Khi mà anh em mua những cầu thủ OR cao thì game nó cũng ra phôi cao thôi, anh em không cần phải lo vấn đề đấy. Một mùa như Centurion thì sẽ không có giá trị ở mặt kinh tế, nhưng mà mình với một con hàng Son Campbell chất lượng như này, mình vẫn quyết định đưa Son Campbell về đội thay vì đưa Alexander Nesta, rồi thì Rio, rồi thì là Laurent Blanc. Chuyển sang đến vị trí RB, cái tên đập vào mắt mình ưng luôn, đó là Roberto, một icon huyền thoại của bóng đá Brazil. Ngoài ra anh em có thể lựa chọn Philip Lam cũng cùng tầm giá. Xuống bên dưới thì chúng ta có thể lựa chọn đó chính là Reece James, rồi thì Javier Zanetti, Lisandro Pio. Đây thì mình cũng đã để ý đến con hàng Zambrosta của một Juventus Ambassador này rồi. Một con hàng toàn diện và top server dùng cực kỳ nhiều. RB 2 chân 5-5, có chỉ ẩn soạc bóng và cao 1m81, nặng 76kg. Mình vẫn khen Zambrosta trong game này giống như trường hợp của Pavel Nedved. Ở bên phía LB chúng ta đã có Paolo Maldini mùa Hope Legend, một con hàng top ở vị trí đó rồi. Và thiên về thủ thì mình sẽ lựa chọn một RB thiên về công một chút, và mình sẽ lựa chọn Roberto. Anh em nhìn thấy chạy 228 ở mức thẻ cộng không, OBL gốc là 127, mùa Icon tỏ tỷ, một mùa mà không bao giờ bị thiệt cả. Anh em cứ mua những cái mùa như thế này thì anh em cứ thoải mái đá, sau này bán đi thì vẫn giữ được TP theo thời gian nha. Xuống OBL thấp một chút thì anh em có thể lựa chọn Arap Hakimi, Cafu, Philip Lam, các phiên bản của Lam rất nhiều, Zambrota ở một phiên bản thấp hơn là mùa lúa. Chuyển sang đến vị trí CDM, một vị trí cũng có rất nhiều những cầu thủ đáng giá ở thời điểm này. Chúng ta có thể kể đến như là Rodri, như là Frank Rijkaard. Như mình thì mình sẽ lựa chọn một sự lựa chọn quá là an toàn, không ai khác, Patrick Vieira.
Nhiều người chắc chắn sẽ bảo ôi sao thằng này không đợi cày Patrick Vieira free 123. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng hàng bỏ tiền ra mua lúc nào cũng khác hàng free. Hàng free có ngon đến đâu thì cũng không thể nào ngon bằng hàng bỏ tiền ra mua được. Anh em nên nhớ một chân lý là như vậy. Và Patrick Vieira ở thời điểm này giá cũng rất hợp lý. Anh em có thể mua với giá là 21 tỷ. 21 tỷ cho Patrick Vieira của mùa ES22 thì anh em không bao giờ phải nối tiếc. Mình có thể khẳng định một điều là như vậy. Anh em cứ nhìn Patrick Vieira của mùa lúa đấy, còn lâu mới ao meta được. Chuyển sang đến vị trí CAM. Lúc đầu thì mình định đá với sơ đồ 4-1-2-1-2 kim cương hẹp, nhưng về sau thì mình muốn anh Rô đá một mình để cho anh em có thể thấy được sự bá đạo của Ronaldo mùa record breaker. Nhưng mà dù cho nếu mà anh em vẫn muốn thích muốn mua CAM, anh em có thể lựa chọn một vài cái tên như kiểu Kaká của Lee Snyder hay là Alexander Del Piero mùa Juventus Ambassador. Một con hàng chất lượng mà giá hợp lý. Bên dưới một chút thì chúng ta có thể hướng đến Zidane của mùa Juventus Ambassador. Zidane, anh em có thể thấy huyền thoại hầu như mùa nào Zidane xuất hiện. Và Zidane có quá nhiều phiên bản thẻ trong game này. Tất nhiên là thẻ mùa nào cũng bá đạo thôi. Johan Cruyff anh em cũng có thể tham khảo. Johan Cruyff thậm chí có mùa Hope Legend gọi là top tép luôn đấy. Đây là Zidane của mùa Juventus Ambassador 4 chỉ số ạ. Giá trị rơi khoảng tầm 30 tỷ. Nhưng thôi, chúng ta sẽ quyết tâm. Chúng ta sẽ đá với sơ đồ 4-3-3 holding. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang, chúng ta tìm vị trí L đúp và vị trí R đúp. Ở vị trí L đúp, anh em có thể tham khảo Vinicius Junior của mùa Totti HM, Thierry Henry, Henry của mùa River Breaker hiện tại giá cũng rất hợp lý, thậm chí có cả Macarius của mùa Centurion. Nhưng mà mình thì mình vẫn lựa chọn Pape Neves thôi. Cái lựa chọn ưa thích của mình, giá Pape Neves chỉ có 15 tỷ. Nhưng anh em lưu ý là cái skill mặc định của Pape Neves là skill đẩy bóng, nên là nhiều anh em múa máy là cũng hơi khó đá. Còn những em nào thích tốc độ như mình thì Pape Neves là hoàn hảo. Ở vị trí R đúp, tiền đạo cánh phải, chúng ta có sự xuất hiện của Mohamed Salah. Salah có mùa HM cũng ngon, mùa Centurion cũng ngon. Bayoko Saka, thú thực là mình đá Bayoko Saka ở trong game này có lẽ cá nhân mình không hợp. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ lựa chọn một cái tên khác, đó là Jairzinho. Jairzinho của mùa Icon Totti đánh đầu mạnh anh em ạ, cao 1m73 nhưng lúc nào ông này cũng có chỉ chuẩn đánh đầu mạnh. Jairzinho ngày xưa từng có mùa lúa, anh em không biết anh em nào còn nhớ hay không. Và Jairzinho có skill mặc định là gắp bóng nha anh em, đấy anh em phải lưu ý. Nhưng mà nói chung là mua Jairzinho với mua Roberto mùa Icon Totti thì không cần phải nghĩ. Kể cả là người ta có nói như nào, anh em cứ mua cho mình, không bao giờ phải thiệt cả. Chúng ta đã mua được Netvet và Jairzinho. Tổng hợp lại sau đâu đó khoảng một buổi đi chợ, chúng ta đã hoàn chỉnh một đội hình có giá trị là 381 tỷ TP. Trên hàng dự bị chúng ta thậm chí còn có sự xuất hiện của rất nhiều con hàng cũng đáng để anh em thử. Đó là Erling Haaland, đó là Son Heung-min của mùa Rule of Laker, cộng với lại mùa Founder 24 được free. Và cuối cùng là cậu bé. Hàng dự bị của chúng ta cũng tương đối chất lượng khi mà những cái tên chủ chốt bị xuống thể lực ở những phút cuối của hiệp 2. Và không để anh em chờ nữa, chúng ta sẽ đi test xem sức mạnh của siêu đội hình 380 tỷ sau khi được cải tổ sẽ như thế nào. Trong trận đấu đầu tiên, cao thủ Bayer Leverkusen họ sẽ gặp Real Madrid, hai đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại sẽ gặp nhau. Và Real Madrid sẽ là một đội hình ngon bổ rẻ đúng nghĩa dành cho tân thủ. Cao thủ bên phía Bayer Leverkusen ngày hôm nay họ sẽ là đội hình có chất lượng tốt hơn. Anh em có thể thấy được Paolo Maldini chất lượng như nào trong pha bóng vừa rồi. Và đó là lý do tại sao Paolo Maldini của mùa Hope Legend lại đắt như vậy. Đây là Pape Neves, một tình huống căng ngang không thành công dành cho Jairzinho. Jairzinho đã có một tình huống băng xuống nhưng không thể chạm bóng. Ngay sau đó pha xử lý lỗi của Roberto. Roberto đã quá tham cứu bóng trong tình huống vừa rồi. Nếu đó là một tình huống để bóng ra biên thì cao thủ bên phía Bayer Leverkusen đã được hưởng một tình huống ném biên. Đây là Pape Neves. Neves đã có một tình huống đẩy bóng. Như mình đã cảnh báo anh em từ đầu là Neves có skill ẩn tương đối khó sử dụng khi mà anh em đá lối đá múa máy. Một tình huống xuống biên và pha tạt bóng của cao thủ bên phía Real Madrid. Bóng đã được phá ra nhưng trọng tài cắt còi thổi phạt cao thủ Bayer Leverkusen. Không hiểu luôn đấy, lợi thế đã cho đánh đầu rồi còn gì. Một tình huống tạt bóng, một pha lộn xộn trước khung thành của Piszczek. Bóng đã được phá lên, một tình huống phản công dành cho cao thủ bên phía Bayer Leverkusen. Đây là tốc độ của Jairzinho. Tiếp tục là Jairzinho với mái tóc xù đặc trưng. Một tình huống xử lý tốt và đây là đường chuyền dành cho Luka Modric. Một pha đá nối mà tới tàng đang nghĩ về Robin van Persie. Ông Hoàng một chạm hay là Dennis Bergkamp, nhưng không, đây là Luka Modric. Một tình huống xử lý quá hay của tiền vệ người Croatia, huyền thoại tại Santiago de Bernabeu. Nói từ huyền thoại không sai đâu anh em ạ, với những gì mà Luka Modric mới lại Toni Kroos đã thể hiện tại Santiago de Bernabeu. Và cướp bóng hay của cao thủ bên phía Bayer Leverkusen, đây là Ronaldo.
quá hủy diệt rồi. Phút thứ 26 trận đấu và tỷ số đã là 2-0. Xô. Thực sự quá hay dành cho Ronaldo. Bước sang đến trận đấu thứ hai thôi. Không biết là trong trận đấu thứ hai này đối phương có thể chịu được sức mạnh của cầu thủ Bayer Leverkusen hay không, khi mà Cristiano Ronaldo đang có một phong độ cực kỳ cao. Cầu thủ bên phía Real Madrid ngày hôm nay họ sẽ thi đấu với sơ đồ 4-2-4 và người ta đang nghĩ về những tình huống tạt cánh đánh đầu. Nhưng mà tạt cánh đánh đầu ở meta này thì mình đánh giá là hơi khó. Những tình huống chuyền bóng tốt của cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen, tình huống xoạc bóng nguy hiểm đây rồi. Một tình huống dứt điểm không thành công của Patrick Vieira. Đây là Cristiano Ronaldo. Hai trận hai bàn, quá hay dành cho Ronaldo. Xô. Một tình huống cửa lòng bằng chân trái luôn nha anh em. Một pha xoay sở, một tình huống phanh sót và cú vung chân bằng chân trái quá hay của siêu tiền đạo người Bologna. Tỷ số đã được mở từ rất sớm dành cho cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen. Ở hiện thời điểm hiện tại thì có rất nhiều các fan Real Madrid đang bùi tim color Real Madrid. Và đây là Pape Neves một lần nữa, một sức mạnh hủy diệt đã được thể hiện dưới đôi bàn chân của cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen. Không có gì phải nghi ngờ về chất lượng đội hình này. Chúng ta sẽ sang đến trận đấu thứ ba. Trận đấu này cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen họ sẽ được thi đấu trên sân nhà. Một đội hình quá đẹp từ xưa như vậy. Nhìn thấy anh 7 của mùa record breaker là đã thấy có tiền rồi anh em ạ. Và đối thủ của cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen ngày hôm nay sẽ là đội tuyển quốc gia Hàn Quốc có logo KFA. Cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen họ sẽ là đội giao bóng trước. Patrick Vieira đường chuyền tốt dành cho Luka Modric. Đây là Paolo Maldini. Maldini đã có một tình huống bóng đá ra ngoài biên hơi vô duyên, đã làm chậm đi nhịp tấn công của cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen. Cầu thủ KFA họ đang thi đấu cực kỳ thận trọng. Và có lẽ là họ đã biết được sức mạnh của cầu thủ Bayer Leverkusen trong khoảng thời gian gần đây. Và cướp bóng tốt thuộc về Kevin De Bruyne. Đây là Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Modric giật ngược lại, chuyền bóng cho Jairzinho. Jairzinho qua người đường trong kia hay dành cho Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne cú dứt đề bằng chân trái và tỷ số lại được mở. Thực sự những cầu thủ tấn công bên phía Bayer Leverkusen đang đạt phong độ gọi là hủy diệt. Chúng ta có thể thấy rằng pha xử lý bình tĩnh của Kevin De Bruyne. Nhưng trước đó chúng ta đã phải nhìn về pha kiến tạo một vũ công Sampa chính hiệu không ai khác là Jairzinho với mái tóc xù. Mà nếu ai không biết đã tưởng rằng chạy trên sân là Gullit. Cầu thủ bên phía KFA họ đang khuyết vào hàng lang cánh của Paolo Maldini thì có lẽ đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của họ rồi. Đã có những tình huống truyền qua truyền lại và làm mất đi thể lực của Paolo Maldini. Một tình huống tấn công nguy hiểm coi. Rất may chúng ta đã có Son Campbell cản lại pha sút vừa rồi. Đây là Cristiano Ronaldo. Cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen đang phản công tốc độ. Đây là Kevin De Bruyne đường chuyền dành cho Jairzinho. Anh tôi lại ghi bàn, 3 trận 3 bàn rồi. Và xô. Cũng chỉ đến tầm phút thứ 20-30 là lại một sức mạnh hủy diệt đến từ cầu thủ Bayer Leverkusen. Và lần này đội bạn lại thoát rồi. Anh em đánh giá như thế nào về những sự bổ sung, những sự cải tổ dành cho siêu đội hình này? Anh em cùng comment bên dưới nhà. Cảm ơn anh em rất nhiều.